Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Tuấn Văn TV và hôm nay thì mình sẽ tiến hành săn đồ trên Lazada nhé các bạn. Hiện tại đang là 3 giờ sáng rồi, gần 3 giờ sáng các bạn ạ. Bây giờ thì mình vẫn đang thức để còn chờ đợi những cái sản phẩm với cái giá siêu hấp dẫn trên Lazada nha các bạn. Đây các bạn ơi, hiện tại thì mình đang tìm thấy một cái sản phẩm, đó là một cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6. Mà giá của nó cực kỳ là kinh khủng khiếp, giá của nó chỉ có hơn 200 nghìn các bạn, 239 nghìn các bạn. Full hộp luôn nhá. Full box này, màu vàng, điện thoại giá rẻ Samsung Galaxy S6 này. Không biết là nó bán cái gì, nó cái ốp ốp lưng này là cái điện thoại này các bạn. Là cái điện thoại các bạn, nhưng mà giá nó quá là rẻ. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đặt hàng mua luôn nhá. Đây mình xem khoảng một số thông tin này, giá hàng phí vận chuyển 11.000, chơi luôn. Để mình sẽ tiến hành lựa chọn cái phương thức thanh toán thẻ tín dụng đi cho nó chắc chắn. Thanh toán luôn này, tiền trao trao múc luôn nha các bạn. Xem tiền trao trao có được múc không. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ lựa chọn cái phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng này. Xác nhận cho thanh toán. Không được các bạn ạ. Cái phương thức thanh toán này thì nó họ không có chấp nhận. Mình phải thanh toán khi nhận hàng đi. Đó, thanh toán khi nhận hàng tại nhà cũng được các bạn. Ok các bạn, và bây giờ thì chỉ chờ đợi nhận hàng thôi các bạn. Số tiền là 250.000. 250.000 một chiếc điện thoại Galaxy S6. Kỳ khủng khiếp hơn. Cả ship nha các bạn, 250.000 là cả ship đấy. Giá điện thoại nó chỉ có 239.000 thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đợi đến ngày nhận hàng và bóc hàng cho các bạn xem nó sẽ như thế nào nhá. Ok các bạn, và sau khoảng một tuần thì mình nhận được một cái mail này các bạn. Đây. Đây là chiếc điện thoại mình muốn mua đây. Nhưng mà họ lại ghi là đâu rồi. Rất tiếc đơn hàng không thể thực hiện được. Không thể thực hiện được do không thể liên lạc được với bạn. Hoặc thông tin liên lạc, địa chỉ giao hàng không chính xác, chưa đầy đủ, chi tiết sản phẩm xin liệt kê bên dưới. Chúng tôi rất xin lỗi về cái sự bất tiện này. Oh my god. Vậy là đơn hàng của mình đã bị hủy. Mà không biết là lý do gì các bạn. Họ bảo là liên lạc với mình không được, địa chỉ không chính xác, mà mình không thấy có bất kỳ cái cuộc gọi nhỡ nào cả trong suốt thời gian vừa qua. Đây các bạn, một cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 full box màu vàng 239.000. Đó, số lượng một cái đây nhé, mình phải mua 10 cái luôn chứ. Mua mới một cái. Nói chung là rất là khó khăn để có thể mua được những sản phẩm như thế này. Chắc là cũng khá là nhiều bạn mua cái này cơ. Không biết là có bạn nào mua được không nữa. Nhưng mà mình thì mình bị hủy đơn hàng đấy. Thôi đành chấp nhận thôi các bạn. Biết làm sao được. Ok các bạn, và cái sản phẩm tiếp theo là một cái chiếc máy bay điều khiển từ xa HD 4 kênh 60 các bạn. Đó. Với giá là 377 các bạn ạ. Hôm nay nói chung là toàn những cái sản phẩm giá nó hết hồn luôn các bạn. Giá siêu siêu rẻ luôn. Có camera quay phim HD mà chỉ với giá là 377.000 các bạn. Đây các bạn, đây là cái sản phẩm của nó. Drone điều khiển từ xa KS HD 4 kênh 60. 4 kênh quay hồi. 4 kênh 60, 4 kênh quay hồi là gì ta? Đó. Cái này là bên nước ngoài nha các bạn. Bên nước ngoài, cái shop này bên nước ngoài. Nên họ dịch sang tiếng Việt nghĩa của nó nhiều khi là nó cứ loạn loạn ý các bạn. Nhưng mà đây là một con drone. Còn máy bay nó có camera HD các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bóc ra xem nó như thế nào nhá. Giá nó gọi là siêu rẻ luôn đâu. Có 377.000 thôi. Rồi các bạn, chất chưa các bạn. 367.000 kiểu như con Mavic các bạn ơi. Nhìn khung này. Đấy, các bạn nhìn thấy phần này giống con Mavic không? Giống con camera 20 mấy triệu không? Cái tay cầm nó cũng giống giống luôn nha các bạn. Đó, điện thoại dưới này. Hai cái nút joystick điều khiển này. Màu đen, hai anten. Giống y con Mavic luôn các bạn. Ồ, nhưng sản phẩm của mình có hình như bị mở rồi các bạn ạ. Đây. Nó bị mở rồi. Nó bị cắt này. Không biết là lý do vì sao ta. À, đây là con đằng sau phiên bản màu đỏ các bạn. FQ777. Đó các bạn. Wow. Chật luôn các bạn ơi. Đây là cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này các bạn. Nói chung là nhìn cũng khá là chất. Nó chỉ có 300 nghìn thôi các bạn. Đó, đây là một cái bộ cánh dự phòng. À đâu, không phải một bộ mà nó chỉ có hai cánh thôi các bạn. Đó, hai cánh. Và đây là cái con, mình gọi là con Mavic đi.
Đó, ma viết tàu. Đấy các bạn, ma viết tàu các bạn. Đấy, còn giống giống y con ma viết luôn các bạn. Nhưng mà nó là hàng tàu thôi. Đây các bạn. Có camera luôn. À đâu, không có camera các bạn ạ. Ô. Thế mà nó bảo HD, HD cái gì ta? Đây là cái đèn LED mà. Thế mới khẩm các bạn. Đây. Đây mình cả con camera nhưng mà đây là cái bóng đèn này các bạn. Mình cứ tưởng camera nào lấy rẻ thế. Trong này có một cục pin này. Cục pin này là 700 mAh các bạn nhé. 700 mAh. Con này nó không có không có camera nha các bạn. Đó, thế mà họ ghi là HD cái gì không biết được. Không hiểu luôn. Mavic tàu nha các bạn, Mavic tàu không có camera đâu. Nói chung là 377.000 thì cũng không thể đòi hỏi hơn được. Mua về nghịch tập bay các thứ các bạn. Giống y camera luôn nha các bạn. Đấy. Xoay xoay kiểu gimbal luôn nhé. Cảm biến đấy. Lỗ cảm biến hẳn hoi. Không biết là có bay được không các bạn. Đâu gắn điện thoại đây á, có camera đâu mà gắn điện thoại trời. Các bạn, đây là một chỗ gắn điện thoại đấy. Nhưng mà cái này làm gì có camera mà gắn điện thoại trời. Đấy, cái gắn điện thoại nó cũng hết sức là mỏng manh mà nó không có gì đỡ là hết. Cái này chỉ làm cho đẹp thôi các bạn ạ. Đó, chứ gắn điện thoại này là rơi ngay. Đấy, nó trượt ngay các bạn, không gắn được. Đấy, cái này chỉ làm cho đẹp thôi, chứ không có camera nha các bạn. À, đây còn hai cái nút ấn nữa nó. Đây là hai cái anten của các bạn ạ. Anten này, cái này là làm cho đẹp thôi, cái này là nhựa chứ không phải là anten gì hết. Chuối vãi nồi luôn. Đây các bạn, anten nó phải có cái sợi đồng hoặc sợi dây lên đây thì còn cho nó sóng xa hơn, chứ cái này làm cho nó đẹp thôi. Đó, đây là cái phiên bản Mavic tàu các bạn nhá. Mavic tàu á. Rất là nhiều nút nhưng mà không biết là nó có điều khiển được không nha các bạn. Đây nó cho mấy cái bảo vệ cánh nha các bạn. Nó 300.000 làm cái hộp này, hết mất 100.000 rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ thử lắp pin vào nhá. Đấy, nút nguồn đúng kiểu Mavic luôn. Chớp 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 chớp. Có đèn luôn nha các bạn. Tắt đi này. Bây giờ thì mình sẽ lắp pin cho cái điều khiển này. Chung là hai cái anten này thì mình bẻ đi mà nó sẽ vẫn dùng được thôi các bạn. Làm cho đẹp các bạn. Ok các bạn, và sau khi đọc qua cái tờ hướng dẫn sử dụng này thì mình thấy nó cũng có khá là nhiều cái tính năng hay các bạn ạ. Hay hơn cái con Sima X5C của mình trước khi mua các bạn. Sima X5C thì nó không có nhiều những tính năng như con này các bạn. Đây, tính năng thì nó cũng ghi hết ở trên này các bạn. Đây là cái tờ hướng dẫn sử dụng này. Đây là cái nút tăng tốc, chuyển tốc độ các bạn. Còn đây là nút nhào lộn 360 độ này. Mấy cái tính năng này là tiến lùi này, trái phải lên xuống thì nó bình thường thôi. Nhưng mà nó có thêm cái tính năng là lái không đầu này các bạn. Lái không đầu. Đây. Đó, cái tính năng lái không đầu này khi cái máy bay này nó ở trước thì có thể điều khiển được nhá. Nhưng mà khi nó thụt về hướng sau lưng thì nó sẽ không có điều khiển được nha các bạn, nên để ý. Khi mà máy bay nó bay về hướng sau lưng mình thì mình sẽ tắt cái chế độ không đầu đi để có thể điều khiển được nhá. Đó, còn cái tính năng là tự động quay về các bạn, nó giống với con Mavic không ạ? Có chế độ tự động bay về mới sợ chứ. Bay xa quá, không biết bay về thì có thể bấm nút này. Nhưng mà các bạn đừng quá tin tưởng cái nút này nhá. Ở đây thì họ có ghi là nó sẽ nhớ cái lộ trình cái bay của mình các bạn, và khi mà mình bấm return là nó sẽ tự động bay về, bay theo cái lộ trình bay là theo một cái đường thẳng các bạn nhé.
Nó không theo cái lộ trình bay ban đầu đâu, nó sẽ bay thẳng về, nó không có nâng độ cao lên, nó sẽ bay trực tiếp về chỗ mình luôn. Thế nên cái này rất là nguy hiểm khi mà cây cối hoặc là những cái vật cản nó sẽ đâm vào các bạn nhé. Con này chỉ tiếc rằng là không có camera thôi, mà camera của mấy con máy bay này thì mình thấy nó cũng có cho nó vui rồi các bạn, tại vì cái chất lượng video của nó thì tệ lắm. Trước thì mình có mua một con Sigma X5C các bạn, mình cũng có camera của nó quay nó mờ mờ rung rung lắc lắc, với cả nó không có gimbal các bạn, quay nó xem nó rất là khó chịu. Như là con này sau khoảng 2-3 lần bay thì mình và trong một lần tình cờ bay quá là cao nên nó vọt ra sau nhà và mất luôn. Đó, nên lần này thì con này chơi bay thấp thấp thôi các bạn. Đó, con này nói chung là tập bay thôi. Và pin thì mình hiện tại đang sạc pin rồi. Một lúc nữa đây thì mình sẽ mang ra kia và mình sẽ test thử cho bạn xem ha. Đó, khá là nhiều tính năng hay nhá. Mình thích nhất là cái tính năng bay không đậu các bạn. Tại vì những cái trước thì mình có cái này. Có những cái này nhưng mà nó không có tính năng bay không đậu các bạn. Lúc mà mình xoay ngược lại kiểu điều khiển không quen các bạn, quay ngược đầu lại là mình cứ phải đứng ngược cái điều khiển này lại mình điều khiển nhé. Nó rất là khó. Nhưng bây giờ nếu mà có tính năng không đậu rồi thì các bạn chỉ bấm vào đấy và các bạn nhìn theo hướng camera này. Đó. Như thế này bình thường như này là tiến này, mà quay này thì nó không đầu thì này sẽ là tiến, nó theo cái chiều điều khiển ạ. Chưa nhận các bạn. Cái này phải đặt lên mặt phẳng nha các bạn. Đó, để nó hết chớp ra là nó nhận. Bay 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 ổn các bạn.
bay xa được gọi 100 mét các bạn. Đây khá nhiều cây nên mình chỉ bay thấp thấp thôi. Chế độ tự hạ cánh nha các bạn. Đó. Tự động cất cánh này. Đậu lên nó lấy được á.